chợ này có bãi đậu xe tầng hầm ở phía dưới nè, bãi đậu xe ở ngoài và bãi đậu xe ở dưới tầng hầm, dưới chợ. Ok, hôm nay nhà mình sẽ đi chợ Mitsuwa Marketplace. Ok. Gì con? Ok, từ từ. Mitsuwa Marketplace ở Costa Mesa. Gì con? Ừ, bắp cải, hoa bắp cải. Wow. Mình đi vô cái quầy đồ ăn trước đi. Đông đừng, anh hai không có thất lung tung, không có quay vòng tròn ở đây nghe không. Lucky bag 40 đô, không biết cái gì. Con đi từ từ. Mình sẽ đi vô cái dòng trước cái đã. Nè coi đi lên coi cái này nè, mochi. Ở đây có mochi. Một viên vậy là giá khoảng chừng 2 đồng 30 cho tới 2 đồng 60 một viên. Mochi đó phải ice cream. 24 hours, that's daily. Cái hộp này là 161 đô. Cái này giống như bánh trung thu của bánh trung thu vậy đó. Nhìn giống bánh trung thu ha. Cái này giống bánh khác mà nó cái hộp bánh nó 161 đô anh. Cái hộp bánh nó 161 đô. Để chứ cái hai hộp kia để chút cá vô. Đừng có đụng vô con, mình chỉ nhìn thôi. Chút cá. Goldfish combo swimming in muscat flavored jelly. Cái này nhìn đẹp quá. Cái này giống như là bánh rau câu của mình vậy đó con. Bố gì cái khổ quá không? Cái này giống như bên khác của mình nè. Xong rồi không, đậu đỏ, red bean á. Wow. Anh cái này giống bánh tráng giấy Việt Nam ha. Giống bánh tráng giấy Việt Nam mình á, nhớ không? Kẹp lại. Cái này giống như rap á con. Rap rồi ship từng từng lên á. Đẹp quá không? Đi lên thấy có bánh gì lạ hả? Cái này là hàng của Nhật á, bánh Nhật nè. Bánh cookie butter với lại giấy. Bánh bao phải không? Ở đây có cái quầy đồ ăn lớn lắm, có nguyên cái khu vực vật đồ ăn rất là lớn. Xung quanh khu vực đồ ăn thì họ bán những cái bánh đồ ăn vặt của Nhật, những món đặc sản của Nhật. Em thấy gì?
Ok, chút nữa vô. Chút nữa vô đây sờ sao. Giờ mình đi vòng vòng cái đồ ăn này trước đi con. Hộp này là 12 đô. Baby, mình đi vòng vòng khu này chút đi, đồng hồ mình vô đây sờ sao con. Ở đây có đây sờ nè. Đúng không? Mình đi coi đồ ăn trước đi, mình đi coi đồ ăn có gì trước. Hộp bánh này lạ không? Có chút kìa. Đây. Họ làm họ gói đẹp ghê, mấy cái gói hàng của họ làm rất là đẹp. Ở đây có CC đồ, có đó là mỹ phẩm không? Cái đó là mỹ phẩm em à. Em à. Mỹ phẩm để make up. Ở đây có Umacha. Đi vòng vòng coi cái đã. Giá khoảng từ 5 đồng rưỡi cho tới 7 đồng. 6 đồng rưỡi 7 đồng. Cái này chắc là bán vé tour du lịch đó con. Này là bia Nhật. Mấy cái tô họ bán đó con. Họ sẽ bán những cái tô mì như vậy nè, họ để mẫu cho mình coi đó. Nếu mà tại mình không biết cái đó là cái gì thì mình nhìn cái mẫu như vậy nè. Họ để sẵn giá luôn ở đây. Họ để sẵn cái mẫu tiền nè. Này là cà ri nè. Rai nè. Đây là khoảng 10 đồng một tô. Đâu đi ra con, mình không chưa có ăn, bây giờ mình đi vòng vòng coi trước đã. Đó, người ta ăn thì sẽ lấy cái khay á, người ta để vô xong người ta chọn món. Những cái món nè. Khoai lang chiên là 2 đồng miếng. Chicken 2 đồng. Wow, nè đi lên coi nữa nè con, ở đây nữa nè. Khoảng 12 đến 13 đồng một tô nè. Cái gì con? Mẹ thấy rồi. Đó là mấy cái tô nè. Đẹp ha. Đó, mình là để một cái set nè. Một cái set vậy nè, mẹ thích nè ha. Khoảng 12 đô nè. Một cái set của nó. Cái súp miso. Trứng tôm chiên. Với cơm. Xong rồi qua đây mình sẽ order nước uống, họ bán cũng khoảng 2 đồng một chai, một ly. Đừng nè, họ để những cái điểm nhìn xương, cái này là của người Trung Quốc rồi ha. Cái này là của người Trung Quốc, món ăn điểm sắm. Bên này là quầy điểm sắm. Bên này là quầy điểm sắm nha. Điểm sắm thì cũng có mì Quỳnh Thánh, mì súp, cơm, có đậu hũ Tứ Xuyên. Còn bên này là đồ Nhật. Có những món ăn nè, người ta để sẵn cái tô mẫu như vậy rồi để sẵn cái giá tiền luôn, rất là hay. Cái pin nào con? Giống như là củ cải giả hay gì á, con làm từ bột á, làm gì cho nó đẹp thôi. Nhìn hay không? Làm giống như thiệt luôn vậy đó. Mấy cái món ăn giống như trứng kho nước tương, trứng ăn nước tương á anh ha. Một phần combo như vậy khoảng 17 đô. Còn phần này là khoảng 21 đô. Phần này 20 đô.
món nào nhìn cũng hấp dẫn hết trơn á. Qua đây nha. Đây này, gà chiên này. Một phần như vậy là 15 đô. No, it's okay. No, I'm not. Okay. Một phần cơm thì là 11 đô. Mẹ thấy người ta giới thiệu cái quán này nhiều lắm nè, Dylan. Dylan, đây là một trong những cái quán mà mẹ thấy nhiều người giới thiệu, có cái món lưỡi bò. Có cái món lưỡi bò nướng nè. Coi nè, coi người ta nướng thịt nè, con ở đây. Tí. Coi người ta nướng thịt kìa. Đây là nè, đây là. Đứng đây con thấy chưa, coi lên. Thấy chú đầu bếp nướng thịt không? Cái món lưỡi bò đó, cái thân bò đó. Cái thân của con bò đó. Thấy không? Thấy chú nướng không? Đó. Món lưỡi bò đó. Nè. Nướng trên than đàng hoàng, được báo đăng lên đàng hoàng á. Từ 11 giờ sáng cho tới 8:30. Ở coi cái món nó khoảng bao nhiêu. Khoảng 27 đô một phần 8 miếng, còn khoảng 30 đô một phần 12 miếng. Wow. Có cái gì đây vậy? That's so cute. Oh. Vậy đó hả? Dễ thương quá ha. Làm đồ chơi nè. Có ai? Nhìn dễ thương không nè? Nhìn nè. Đó. Đồ chơi nhỏ xíu xíu hả? Ở đây là quầy đồ chơi nha. Bao nhiêu một cái hả? 2 đồng. 2 đồng cho cái này á hả? 2 đồng sẽ được ít coin để vô. Ồ. Không, mày thấy cái mỗi cái nó để là 3 coin, mỗi cái để 2 coin. Token 2 đồng một cái. Cái token đó hả? Có mấy món đồ chơi nhỏ xíu vậy nè. Em chỉ chưa nghe nè, em nhìn đó nè, em nhìn đó nè. Ơi. Mới để bao nhiêu token mới được chơi? À, mỗi một token là 1 đồng hả? 2 đồng. 2 đồng một token. Đúng rồi. Cái này hơi bị mắc tiền ha. 2 đồng cho một cái token thì cái mỗi cái 2 đồng là một cái coin á, xong rồi mình mới đổi. Cái giống như cái này là 5 cái token nè. Chà, 10 đồng. Là 10 đồng cho một cái cục đồ chơi, trong đó không biết món gì trong đó. Hên xui. Có muốn gì? Vậy là 4 đô á hả? 2 token là 4 đô. Mỗi một token nó là 1 token nó là 2 đô la. Em muốn chơi thử hả? Dạ, một cái. Đó, một cái game chỉ có được. Hả hả, dạ, cho nó em nha thôi. Đây. Còn này với cái đai sò với lại cái chợ nữa. Đi con, đi vòng vòng. Cái này cũng là một cái chợ Nhật, giống như chợ Nhật, mấy cái bản đồ nè, đẹp quá ha. Giấy làm bản đồ này tốt ghê nè. Trong này là chợ Nhật nha, những món đồ của Nhật nha. Ô, con robot nè. Em cho muốn trả tiền mua một cái. Ô, bắt đi. Đứng sát vô coi cho người khác đi nữa con. Này là bán với cái viết gì?
Bán mấy cái túi. Cái này đồ dụng cụ học tập không hả Đi Linh hả? Trong này đồ dụng cụ học tập nhiều ha. Bán mấy cái dụng cụ học tập không à? Cái đồ kẹp bấm của con đó. Ừ, mà họ làm mấy cái hình thù, hình dáng đẹp hơn nè. Ô, có quay nào vậy? Cái đó để chiếc xóa đó. Xóa dùng in. Cái kính cuốn nốt nè. Rồi mấy cái thạc kìa, cái cạc đẹp quá ha. There's more. There's more. So cute. Cái gì con? Trời ơi, chỗ này dễ thương quá này. Mỗi một con là khoảng tùy nha. Mỗi một con này giá tùy theo giá cả. Từ con, từ. Ở dưới này nữa nè. Ôi, dễ thương chưa? Dễ thương quá vậy. Để mình đưa lên nhà. Đừng nhảy nhảy con, nó rớt xuống rồi bể đồ nha con. Trời dễ thương quá, mấy cái nhà họ làm những cái mô hình này dễ thương quá. Dễ thương luôn hả Đi Linh hả? Mấy cái món đồ nhỏ nhỏ. Mẹ không biết chắc. Oh, incense. Cháy nữa. Cháy. Cái ngang á hả? Thấy không? À. Món đồ nhỏ mà rất là dễ thương nha. Wow. Em chỉ cho em coi cái nhà mẫu của em. Nè thấy không? Em thấy không? Nè, nhìn nè. Em không có thấy được kỹ vậy. Nè. Wow. Nước hoa hả? Không phải. Em phá gì đó? The kalimba. Được không? Những cái đàn ha. Cái đó bao nhiêu vậy em? Cái đàn này là 33 đô. $33 cây đó. Bố đợi một chi kìa. Bây giờ vô đây sờ nha.
Daiso. Hi em. Ơi. Sorry. Đây có mỹ phẩm. Con cá nó cắn em hả? Con cá nó cắn tay em hả? Mấy cái đồ lót dài nè, mắt kiến cận nè, mấy cái gì này đi. Tay giữa muỗng mẹ, tại mẹ không thấy cái giá, nếu mà một đồng 75 thì lấy hai cái. Con bố muốn là thử cái bộ dòng bụng với cái dừa không, cái địch đẹp quá. Cái ly chén đẹp không? Đó là cái chai đựng rượu sechu của họ đó. Rượu sake chứ quên, nó lộn. Mấy cái đồ dụng cụ để mai vá nè. Mấy đồ để đi camping, đồ dụng cụ gắn cho xe đạp. Đây có nhiều đồ combi nữa ha. Cái này để nướng thịt nè. Để gắn cho cái xiên thịt nướng này bỏ vô. Cái này cái gì vậy? Nó đó để đựng mấy cái mồi câu á con. Lưỡi câu, móc câu này đủ thứ hết nè. Mấy cái túi giữ ấm hay gì vậy? Em phải kiếm cái gì vậy? Banana. Banana, hay quá ha. Lego. Trong này là mấy cái Lego. Đó, mẹ thấy cái Lego kìa. Lego với đồ chơi. Cái kéo. Bây giờ mình đi vô chợ nha. Cái này là đường đi vô chợ nha.